Vâng, và xin chào tất cả quý vị, các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của tôi. Thì tôi là Đức Minh Tây Đô. Thì ngày hôm nay thì các bạn có thể trông thấy bên cạnh tôi đây đang có rất nhiều các sản phẩm xe đến từ nhà GAT. Thì trên thị trường hiện nay đang còn rất là ít những cái dòng GAT nhập khẩu nguyên chiếc. Thì tại bên công ty Auto Tây Đô chúng tôi đã hoán cải hết những cái chiếc GAT 17 chỗ nguyên chiếc đó thành một số những chiếc xe cứu thương. Như các bạn có thể thấy ở đây, chúng tôi đã hoán cải những chiếc xe đó thành những chiếc xe cứu thương hay là những chiếc tải van như thế này. Và một điều đặc biệt nữa thì ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết về một chiếc xe mà tôi cảm thấy rất là ưng ý khi tôi đã hoàn thiện và chuẩn bị giao cho anh khách của chúng tôi. Đó là một chiếc xe tải van, màu của nó rất là đẹp. Xin mời tất cả quý vị cùng xem hết video của tôi nhé. Thì đây, nhân vật chính của tôi được nhắc đến là chiếc xe biển 51D81513 này. Các bạn thấy sao về cái ngoại hình và cũng như là về cái màu sắc của nó? Thì về cái chiếc xe này thì màu sắc này chúng tôi đã phải chờ rất là lâu rồi thì chúng tôi mới có thể thay đổi được cái màu sắc của xe như thế này. Đấy, thì các bạn có một cái cảm nhận gì về chiếc xe này? Chiếc xe này thì giao cho một anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì mục đích của anh khách này là về để chở hàng. Đấy, nhưng mà các bạn, quý các bạn mà muốn độ Mobihome hay là muốn biết thêm thông tin gì về xe thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi tư vấn một cách rõ nét nhất. Và chiếc xe này là chiếc xe 17 chỗ được chúng tôi hoán cải xuống thành 6 chỗ ngồi và chở hàng tải van với cái kích thước thùng hàng của nó lên đến 3 mét. Bạn có thể chở được rất là nhiều đồ. Thì bây giờ tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy xem là cái chỗ ngồi của nó như thế nào. Đây là hệ thống chỗ ngồi, 6 chỗ ngồi của chiếc GAT tải van 6 chỗ như này. Một hệ thống khá là chắc chắn. Màu xe thì rất là đẹp rồi. Chúng tôi đã hoàn thiện một cách chỉnh chu nhất và một cách chi tiết nhất về cái dòng sản phẩm xe GAT tải van 6 chỗ như này. Các những video trước của tôi thì tôi đã có một số những video đánh giá rất là chi tiết về các cái nội thất cũng như là cái khoang cabin cũng như là cái chỗ ngồi của con GAT tải van 6 chỗ này rồi. Nó có thoải mái hay không và nó có được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của các quý bác tài hay không. Thì xin mời quý bác tài hãy đăng ký kênh của tôi và theo dõi lại những video mà tôi đã đánh giá vào những ngày hôm trước. Thì còn ngày hôm nay thì tôi chỉ tập trung cho các quý bác tài biết về cái độ đẹp của con GAT tải van 6 chỗ này và cái khung, cái thùng hàng của nó đã được tôi thay đổi và tôi thiết kế nó như thế nào. Thì xin mời tất cả các quý bác tài hãy cùng tôi chúng ta hãy xem là cái thùng hàng của con GAT tải van 6 chỗ này nó sẽ như thế nào nhé. Xin mời tất cả quý bác tài. Thì đây là phía sau xe của con GAT tải van 6 chỗ như này. Thì các bạn thấy sao về một cái vẻ đẹp mà rất là hào nhoáng này của nó. Xe thì vẫn được trang bị cửa mở bên hai bên như thế này. Rất là tiện lợi cho tất cả các quý bác tài mà chúng ta về chúng ta chạy hàng hay là chúng ta độ Mobihome. Và cái kích thước lòng thùng của nó cảm giác rất là lớn. Và một điểm đặc biệt nữa của dòng của chiếc xe ngày hôm nay là tôi đã thiết kế lại cái cụm điều hòa của nó về phía sau này. Các bạn có thể thấy cụm điều hòa rất là to và rất là hợp lý như thế này. Nó sẽ đỡ, nó sẽ không còn những cái khoang chạy dọc như ngày trước nữa. Thì bên công ty Auto Tây Đô chúng tôi đã hoán cải nó và đã chỉnh có một cái số những cái chi tiết chỉnh sửa. Đấy, giúp cho chiếc xe này có một cái độ hoàn thiện tốt nhất và theo cái ý muốn của anh khách mà chúng tôi đang phục vụ. Là mọi ý muốn của quý vị các bạn thì bên công ty Auto Tây Đô chúng tôi có thể sẵn sàng và đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu của quý vị các bạn. Đấy. Thì tuy là cái điều hòa nắp về phía này thì chúng ta sẽ mất đi một chút cái phần diện tích ở đây. Nhưng mà bù lại thì chúng ta vào bên trong này chúng ta sẽ cảm nhận được hết tất cả những cái nội thất cũng như là cái khoang của nó rộng đến cỡ nào. Đấy, thì các bạn có thể thấy. Thì hệ thống vách thì vẫn được chúng tôi sử dụng những cái gioăng cao su giúp chúng ta bịt lại, che chắn lại những cái mà cái vách thùng kia mà nó còn hở, nó còn thiếu sót của một dòng xe hoán cải. Đấy. Thì đây, các bạn thấy sao về cái thùng hàng cũng như là cái thiết kế của con GAT tải van 6 chỗ này thì các bạn hãy bình luận phía dưới cho tôi biết. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn về chiếc xe mà tôi chuẩn bị giao cho anh khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh rất là ưng ý như thế này. Thì mọi chi tiết và tham khảo về cái dòng xe này xin mời quý bác tài cũng như là tất cả quý vị các bạn hãy điện liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại mà tôi đã ghi ở dưới phần mô tả. Và ngoài ra nếu quý bác tài nào có nhu cầu mà cần tư vấn thêm rõ nét hơn về cái dòng sản phẩm này xin hãy để lại số điện thoại. Tôi sẽ trực tiếp điện và tư vấn cho các bác mọi lúc mọi nơi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong những video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.